Xin chào các bạn, mình là Vũ Minh, đến từ quốc Việt Badminton. Đố các bạn biết, nhà vô địch Thế vận hội 2024 đang sử dụng cây vợt gì nhỉ? Thì hôm nay để mình nói cho các bạn nghe trong video này nhá. Và đây, hai siêu phẩm cực kỳ hot đến từ nhà Yonex, đó là Nano Flare 800 Pro và Nano Flare 1000Z. Trong video này, mình sẽ so sánh chi tiết xem hai cây vợt này có điểm gì khác biệt nhá. Bắt đầu thôi. Đầu tiên, hãy đến với siêu phẩm Nano Flare 1000Z. Cây vợt này được ra mắt vào khoảng tháng 6 năm 2023. Tính đến thời điểm hiện tại thì nó đã được hơn một năm ra mắt. Nhưng mà sức hút của nó đối với các anh em phong trào cũng như là vận động viên chuyên nghiệp không hề giảm. Cây vợt này được thiết kế dành cho những anh em ưa thích lối đánh nhanh, phản tạt. Nó cho ra những cú vùng nhanh như sấm và độ chính xác cực kỳ cao. Vì vậy cây vợt này được rất nhiều các vận động viên tin tưởng và sử dụng trong nhiều giải đấu khác nhau. Có thể kể đến như là Nguyễn Thùy Linh, vận động viên đơn nữ top 1 Việt Nam hiện tại. Và không thể không kể đến vận động viên đôi nam Wang Chilin của người Đài Bắc Trung Hoa đã sử dụng và rất thành công tại Thế vận hội Paris năm 2024 vừa rồi nhé. Và về phần ngoại hình thì cây vợt Nano Flare 1000Z này được thiết kế vô cùng độc đáo và bắt mắt. Cây vợt được tạo lên bởi hai gam màu là vàng và đen. Màu vàng chủ yếu ở trên thân vợt và màu đen là ở vành vợt. Gam màu chủ đạo chính màu vàng và đen tượng trưng cho sức mạnh, tốc độ, kèm với đó là các họa tiết sấm chớp bao quanh, tạo nên một cây vợt vô cùng mạnh mẽ, nổi bật trên sân đấu. Khi mà nhìn từ xa thì cũng có thể nhận ra đây là cây vợt 1000Z. Và với cây Nano Flare 800 Pro này được ra mắt chỉ sau người đàn anh vài tháng, đó là cụ thể vào tháng 11 năm 2023. Cây vợt này gần như được thừa hưởng tất cả những công nghệ và ưu điểm của người đàn anh đi trước để lại, như là lối đánh tốc độ, tấn công nhanh và khả năng phòng thủ, phản tạt tuyệt vời, đưa nhịp độ trận đấu lên cao, đặc biệt là trong nội dung đánh đôi. Nếu như Wang Chilin lựa chọn cho mình cây 1000Z trên tất cả các đấu trường, thì đồng đội của anh ấy Li Yang lại lựa chọn cho mình cây 800 Pro trong tất cả các giải đấu, đặc biệt là tại Thế vận hội Paris năm 2024. Cặp đôi song sát này đã xuất sắc giành được tấm huy chương vàng tại nội dung đôi nam, vô cùng là thuyết phục. Với cây Nano Flare 800 Pro, mình cảm thấy cây mang một thiết kế màu vô cùng đơn giản. Điều đặc biệt là ở phần đũa vợt này, đó là từ chụp mũ cho đến đây được phủ một lớp sân bóng rất là đẹp. Và mình rất ưng là cái màu sắc ở trên cây vợt này. Còn về phần mặt vợt ấy, thì ở phần lỗ gen thì cây vợt Nano Flare 800 này là cây vợt đầu tiên sở hữu 78 lỗ gen, so với cây 1000Z chỉ có 76 lỗ. Điều này làm tăng khả năng tiếp xúc cầu của cây vợt này và làm tăng điểm ngọt, từ đó làm cho kiểm soát cầu tốt hơn. Về vành vợt của cây Nano Flare 800 Pro thì mình thấy cây vợt này được thiết kế theo hướng là bè ngang ra. Mặt vợt được vát cạnh kim cương để làm giảm sức cản của không khí, như các bạn có thể nhìn thấy. Và với cây Nano Flare 1000Z thì mình cũng thấy có một cái thiết kế y chang như vậy. Mặt vợt của cây 1000Z cũng được thiết kế theo hướng bè ngang, nhưng mà ở cạnh vợt này được bo tròn hơn. Điều này khiến cho các cú đánh trở nên có lực và các cú tấn công ở đằng sau ấy trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Với cái thiết kế như vậy thì giúp cho khung vợt chắc chắn hơn so với các phiên bản trước đó, vừa giúp cho cắt giảm tối đa lực cản của không khí để tạo ra những cú vung trở nên tốc độ và mạnh mẽ hơn. Còn về phần đũa vợt ấy, thì cây Nano Flare 800 Pro này có đường kính là 6,6mm, còn với cây 1000Z có đường kính là 6,8mm. Còn về độ cứng thì chúng ta bàn sau ở phần thông số nhé. Về phần chụp mũ ấy, thì cả hai cây vợt này đều được trang bị công nghệ cao cấp nhất của nhà Yonex, đó là Erica Plus. Công nghệ này giúp cho hạn chế tối đa sự rung lắc và tạo ra cảm giác cầm cực kỳ thoải mái cho người sử dụng. Tiếp theo là về phần thông số thì hãy cùng mình đo hai cây vợt này để hiểu rõ hơn về nó nhé. Chúng ta hãy bắt đầu trước với cây Nano Flare 1000Z. Điểm cân bằng của cây vợt này khoảng 297mm. Tiếp theo đó là đo điểm swing weight xem là bao nhiêu nhá. Đó là 84kg trên 1cm khối, một thông số rất là dễ chịu. Cuối cùng là đo trọng lượng, bản 4U sẽ thường là 80-84g. Đây là 85,1g, 3U trá hình rồi các bạn ạ. Tiếp theo là chúng ta hãy cùng đo điểm cân bằng của cây Nano Flare 800 xem là bao nhiêu nhá. Cây vợt này điểm cân bằng rơi vào khoảng 293-294 nhá. Swing weight của nó xem là bao nhiêu. Ui. 83kg trên 1cm khối.
rất cân bằng đấy. Và xem trọng lượng của 4 u là bao nhiêu nào. 85,4 gram, cũng 3 u trá hình các bạn. Vừa rồi thì chúng ta vừa đo xong thông số của hai siêu phẩm, đó là cây 1000ZZ và cây 800 Pro. Đối với cây 1000ZZ bản 4UG5 này thì đo được đó là điểm cân bằng 297, trọng lượng của nó là 85,1 gram và điểm swing weight là 84 kg/1 cm khối. Mình bổ sung thêm độ cứng đũa của con này đó là 8,48. Độ cứng lũa này là trung bình, cứng trung bình thôi, không quá khó đánh. Với thông số này thì cây 1000ZZ sẽ là một cây dành cho anh em thiên hướng đánh nhanh, mạnh và thích những quả đập cầu. Còn với cây 800 Pro như đã đo thông số, cây này có điểm cân bằng 293, điểm swing weight là 83 kg/1 cm khối. Và bản 4UG5 mình đo được trọng lượng là 85,5 gram. Đây chắc chắn là một cây vợt công thủ toàn diện, cân bằng của nhà Zonic. Nhưng mà cây này có một độ cứng đũa ở chỉ số là 7.84, là một chỉ số rất là cứng đấy. Nên là chắc chắn là phù hợp với các bạn thiên hướng lối đánh phản tạt, ép cầu nhanh và dồn cầu. Đặc biệt là những bạn phải tay khỏe, có lực một chút thì chơi cây này sẽ rất là sướng ấy. Tiếp theo là về phần công nghệ thì hai cây vợt này đều là dòng cao cấp của nhà Zonic, nên là các công nghệ tân tiến nhất đều được trang bị trên hai cây vợt này. Đầu tiên không thể không kể đến đó là công nghệ Isometric. Công nghệ này được thiết kế theo hình vuông nên khi tiếp xúc cầu ở các điểm trên mặt vợt sẽ mang lại cảm giác đánh tốt nhất. Tiếp theo đó là công nghệ Aeroframe. Như đã nói ở trên thì hai cây vợt này đều được thiết kế vát mỏng ở phần mặt vợt để giảm sức cản của gió, tăng tốc độ vợt, đồng thời giảm trọng lượng giúp hai cây vợt trở nên nhẹ và linh hoạt. Đây cũng là ưu điểm đặc trưng của dòng Nano Flare từ trước đến giờ. Và điểm khác biệt về công nghệ ở trên hai cây vợt này đó là công nghệ Speed Acid Bumper được trang bị ở trên cây Nano Flare 1000Z. Như các bạn có thể nhìn thấy, đây là một vòng đệm được kết nối chứa vật liệu có độ cứng cao. Chúng được gắn vào phần dưới của khung vợt để giảm sự cong vênh và cải thiện lực đẩy của cây vợt. Sau đây là phần cảm nhận thực tế của mình trên sân đấu. Với một người chơi phong trào như mình thì khi sử dụng cây Nano 1000Z này thì cảm thấy những quả tấn công của cây này ra lực rất tốt, những quả đập chìm nặng, những quả điều và chém cầu thì chuẩn, chính xác, phản tạt và tì đè thì cây này làm khá xuất sắc nhiệm vụ của nó đấy. Còn về những quả trái tay ấy thì đây là một cây vợt nặng đầu này, thân cứng, nên là bạn cần một cái cổ tay khá là khỏe để đánh được những cái quả trái tay theo ý muốn của mình. Về khả năng phòng thủ cây này thì mình chấm 8/10 điểm, vì vợt hơi cứng và nặng đầu nên là những cái quả phòng thủ khá là bị động và không được linh hoạt cho lắm. Còn về cảm nhận của mình về cây 800 Pro khi mà sử dụng trên sân đấu ấy, thì cây vợt này đúng là sinh ra để dành cho đánh đôi. Nó cho ra lối đánh tốc độ nhanh, dồn dập, đưa nhịp độ trận đấu lên cao. Và phải dành lời khen cho cây 800 Pro này với khả năng phản tạt, với thân đũa cứng, mặt vợt vắt cạnh, thì cây này cho ra khả năng phản tạt rất là nhanh, hiểm hóc và sắc bén. Còn với khả năng tấn công của nó thì mình thấy để mà cầu đi nặng và chìm như cây 1000Z thì không thể, nhưng mà cầu đi nhanh và chính xác thì ok. Nhưng mà bù lại thì những quả ve và phòng thủ thì mình thấy khi sử dụng cây vợt này ấy, thì cho ra lực tốt và mình cảm thấy thực hiện những cái động tác đấy rất là dễ dàng. Để tổng kết lại thì đây là hai cây vợt rất là đáng chơi và trải nghiệm của nhà Zonic. Đối với cây 1000Z thì phù hợp với anh em nào thích lối đánh tấn công mạnh, dồn ép đối thủ. Còn với 800 Pro ấy thì phù hợp với anh em thích tì đè, phòng thủ, phản tạt và làm cầu trên lưới. Đối với phiên bản 4U thì sẽ phù hợp với anh em nào có cổ tay trung bình, khá trở lên thì sẽ phát huy được tốt những điểm mạnh của cây vợt. Còn với phiên bản 3U thì yêu cầu anh em phải chơi cầu lâu năm và có cổ tay tốt thì mới sử dụng được. Và đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Và nếu các bạn thấy video này hay và bổ ích thì hãy like và subscribe để ủng hộ kênh mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.